bạn, giờ mình đang chuẩn bị ra tới chợ rồi. Nay mình sẽ thấy mình sẽ review một ít món ăn nữa. Tí nữa mình sẽ review. Ok, đây. Hôm qua mình sẽ nói cô là nay cô sẽ cho mình làm. Nên mình sẽ qua đây là món chuối nha chị. Đây là món bánh chuối chiên nha. Cái này là khoai chiên này các bạn. Cái tay công đoạn cô làm nha. Ngày mình làm nhiều không cô? Ngày cũng làm được 10 ký chuối. 10 ký chuối. Đó, các bạn thấy không? Đây là bánh chuối chiên nha, rất là nổi tiếng. Ra bao nhiêu cái bao nhiêu à? Cô đọc lại. Bột nè. Cho vô đây, cho vô là khoai hay bột không cô? Cái đó bột không, nó bị bách lắm. Bánh chuối chiên nha, cái này là nằm ngay cổng chặt đi vô chứ các bạn. Lúc nào cũng chiên nóng hổi nha. Không, cô bán cái này thấy hay hơn chứ không? Ăn rồi, nhiều lắm. Nhưng mà làm công ty thì còn có năm nữa là về hưu rồi. Dạ. Nhưng mà nhà nước chưa có cho đi công ty, chưa có cho đi làm, phải về 3 giờ đó. Dạ dạ. Cái này mình làm chủ yếu là chuối sứ rồi bà cô. Chuối sứ mà phải chuối chín nè, chuối xinh đen. Dạ. Chuối chín mà phải chín kỹ hơn cô hả? Lấy ngon đúng không? Thơm hơn cô. À, các bạn thấy không? Rất là ngon nha. Đây là món đường phố của Nam Cao mình á, Cao Xá mình á. Cá nhiêu? Bây giờ mình ăn đường phố ở Đăng Cao các bạn. Có 5.000 một cá thôi nha mà. Các bạn có mua một tô nha, ngay cổng nhà thờ đường xíu nha. Tôi bán rất là đắt hàng nha, tới 9 giờ là hết rồi nha. Chiều cô mới bán lại đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô nha cô. À, các bạn. Xíu nữa cô sẽ cho mình làm thử nha. Cái này chỉ là mình xin cho mình nước rồi nha. Tí mình mới chia lại. Chiên mình nó giòn. Chiên cho mình sẽ giòn. Giòn lâu. Vậy là chiên 2 đợt các bạn. Lâu. À, thì ra chiên hai lần được. Một lần cho nó ấy thì chín lần thứ hai nó giòn hơn các bạn. Lần này lần một nè cho vô nè. Đây là cô chị biết tiếp luôn trời ơi. Biết cách sao bột nữa rồi. Hai nha, cái chuối tươi ngon nó giòn được lâu các bạn. Giòn tới trưa luôn. Các bạn mang về nhà nó vẫn luôn. Giòn trong vòng nửa tiếng nó vẫn giòn. Nửa tiếng quá ít. Nửa ngày hoặc một ngày. Nửa ngày mà bánh kẹo bánh chuối các bạn nửa để nửa ngày mà nó vẫn giòn các bạn. Đây là bí kíp của cô chị cho mình nha. Các bạn học theo. Nửa tiếng. Ta mua về ta ỉ quá. À, vậy để làm để được nửa ngày luôn. Hay quá. Nhà đi quay này con học được thêm món nữa nha. Người ta nói ta để cái chiều ta ăn cũng hắn sòn. Nay ta để quên, ta mua ta để quên cái mà ta ăn cũng hắn sòn. Vô đợt một nè. Vô. Đó, các bạn ăn bánh cưới nhớ ghé cô ủng hộ nha, nhà cô ngay cổng nhà thờ nè. Đi vô khoảng 50 mét là tới tiệm bánh chuối của cô rất nổi tiếng ở cao xá chỉ có một mình cô bán các bạn. Quay tất cả là chỉ có 3 món ăn đường phố thôi các bạn, còn rất là nhiều món, ngày mai mình sẽ đi quay tiếp. Đó, cho các bạn thấy nè.
Rồi con quay xong rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô may mắn đắt nha. Thôi để con làm thử nó ai không ai tay quay phim nè. Con thử đi, có đâu có ai quay phim cho con đâu. Nghe mắc chiên rồi. Có cắm cô nhiều nha. Anh đi ăn với ông Khoa. Dạ. Tên anh là tên gì? Anh hả, tên YouTube là Andy Lâm đó. Facebook Andy Lâm đó. Anh vô thấy rồi ha. Vô YouTube á. Dạ. Có gì cô vô coi nha. Cô đăng ký, cô đăng ký cho nó nhiều. Dạ đúng rồi con. YouTube phải không? Dạ YouTube. Đọc. Đây cô xin mình YouTube của mình các bạn. Để mình tìm các cô xem sao. Mình mua mà được cô tặng cho một bịch măng về ăn nha các bạn. Đó làm YouTube sướng không? Rồi cảm ơn cô nhiều.